Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi những tin tức mới nhất trong nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Buổi họp mặt với sự tham dự của 120 đại biểu là người có công tiêu biểu, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những tấm gương tàn nhưng không phế đã vượt lên khó khăn, hòa mình vào cuộc sống hôm nay, tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước, giữ vững tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo cho người có công với cách mạng, là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phong trào đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, góp phần giáo dục cho thế hệ hôm nay và lòng biết ơn công lao to lớn của các bậc anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, củng cố nền tảng đại đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn yêu cầu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh thành phố khẩn trương chuẩn bị các nội dung đảm bảo tốt nhất cho công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Để đảm bảo người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng được hưởng quyền lợi sớm nhất theo quy định tại Nghị định số 42 năm 2023 của Chính phủ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các công việc chuẩn bị. Theo đó, căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện đầy đủ, kịp thời để chi trả tới người hưởng. Đồng thời yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm các tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Thông tư số 06 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 với nhiều điều kiện để khách vay có thể tiếp cận vốn được đổi mới theo hướng thông thoáng, dễ dàng hơn. Đáng chú ý, thông tư số 06 đã bổ sung quy định tổ chức tín dụng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống. Cụ thể, ngân hàng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như mua nhà, mua ô tô. Theo quy định hiện hành, khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại nhà băng khác đối với các khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống. Trước các ý kiến lo ngại về thông tư số 06 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 tới đây, sẽ có thể gây khó trong việc cho vay với một số đối tượng khách hàng, Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết thông tư này không siết điều kiện cho vay đối với khách hàng mà đã tháo gỡ rất nhiều nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng. Mới đây, Tổng cục Hải quan Trung Quốc liên tiếp đưa ra cảnh báo về vi phạm yêu cầu kiểm dịch thực vật của các lô hàng chuối, mít, xoài, nhãn, thanh long và sầu riêng đã đặt ra nhiều lo ngại. Ngay lập tức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi công văn tới các địa phương để chấn chỉnh việc quản lý mã số vùng trồng đối với các lô hàng trong diện phải kiểm dịch thực vật. Công văn này đề nghị các tỉnh tập trung bố trí đủ nguồn lực để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp mã số. Đặc biệt lưu ý các cơ sở đóng gói phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo làm sạch sinh vật gây hại trên hàng hóa trước khi xuất khẩu. Việc không kiểm tra hoặc không đảm bảo tuân thủ quy trình có thể dẫn đến bỏ sót các trường hợp không đáp ứng yêu cầu mà vẫn được xuất khẩu. Dự kiến tháng 8, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ có đợt kiểm tra đánh giá nguy cơ dịch hại đối với trái dừa để cấp phép xuất khẩu chính ngạch. Hiện nay, cả nước có gần 6.500 vùng trồng và hơn 1.700 cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu. 25 sản phẩm được cấp mã số xuất khẩu như thanh long, nhãn, vải, xoài chôm chôm, vú sữa, bưởi, mít, khoai lang. Tập trung ở các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Thái Lan, UAE. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.